Xin chào các bạn. Để những cây hoa phong lan luôn có được nhiều hoa, chúng ta cần phải chăm sóc cho cây phát triển xanh tươi tốt, khỏe mạnh. Cây hoa lan nhỏ, yếu ớt và kém phát triển. Khi hoa lan bị hư rễ, cần phải đặt ở nơi khô ráo thoáng mát trong 5 ngày. Và cách làm này sẽ giúp cho rễ phát triển nhanh hơn. Chiếc lá có thể bị vàng hoặc khô lại là điều hoàn toàn bình thường. Đến giai đoạn này, các bạn hãy bỏ chiếc lá vàng ra khỏi cây. Sau đó các bạn chỉ cần dùng một lá cây lô hội nhỏ có chứa rất nhiều canxi, kali, phosphor và magie. Và trong lô hội có chứa hạt chất axit salicylic tương tự như là aspirin, giúp khuyến khích sự phát triển của mầm chồi rất tốt. Cho vào 300ml nước. Sau đó các bạn sẽ đặt cây hoa lan nhỏ vào nước này và chúng ta sẽ để trong khoảng thời gian 30 phút. Sau đó các bạn sử dụng oxy già 3%. Chúng ta sử dụng 10ml. Và 300ml nước. Các bạn dùng để khử khuẩn cho rêu. Nếu rêu sạch, chúng ta không cần phải làm điều này. Các bạn chỉ đặt vào như thế này. Chúng ta sẽ không tưới nước trong 5 ngày. Các bạn chỉ tưới vừa đủ ẩm, không được tưới quá nhiều nước vì cây chưa có rễ. Nên đặt cây ở nơi thoáng mát. Và sau 10 ngày,
cây đã được phục hồi tốt hơn. Các bạn sử dụng phần nhựa trong của cây lô hội này. Các bạn sẽ bôi vào đây để giúp cho những chiếc rễ rất mau phát triển. Và những chiếc lá sẽ nhanh được cứng cáp hơn. Sau đó mình sẽ đặt vào đây. Các bạn không nên thay đổi vị trí của chậu cây. Sau một tháng, cây nhỏ đã phát triển rất tốt. Khi cây nhỏ đã phát triển được tốt, các bạn hãy thường xuyên chúng ta tưới phun sương để giữ ẩm cho lá và rễ. Rễ đã phát triển được tốt hơn. Những chiếc lá cũng xanh và cứng cáp. Với cách làm này, các bạn rất dễ dàng để chúng ta tạo rễ cho những cây hoa lan yếu ớt và nhỏ sẽ nhanh có được bộ rễ khỏe mạnh hơn. Bây giờ các bạn sẽ trồng lại cây và chúng ta cho cây ra ánh sáng từ từ. Khi mới trồng, các bạn hãy cho cây vào nơi mát trong vài hôm. Chỉ tưới nước vừa đủ ẩm. Và có thể dùng nhựa cây lô hội để chúng ta chăm sóc cho cây 2 tuần một lần. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công!